Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị. Mình đang quay lại với kênh YouTube Thắng Thờ Vlog. Hiện tại Thắng đang có mặt tại đây là tại chùa Long Phước, ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, đến để dự lễ Vu Lan tại chùa Long Phước. Bây giờ Thắng xin kính mời quý cô chú anh chị mình vào trong để viếng ngày lễ Vu Lan tại chùa Long Phước, ấp Phú Hưng nha quý chú anh chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính gửi bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn thị nữ tăng. Cung kính